Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn với kênh Tiểu Tử Đường Phố của mình. Đấy, rất vui khi được gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhấn like, subscribe, chia sẻ video cho mình. Đừng quên đăng ký kênh và chuông thông báo những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, thì hôm nay bây giờ thì game đã cập nhật update xong rồi nha anh em. Hiện giờ mình đang ở trên đồi luôn nha. Hôm nay đang trên đồi luôn, làm video cho anh em xem luôn. Không có nhạc nhẽo gì nha mọi người thông cảm. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ rời phiên bản 2.9 và bên phiên bản 3.0 để xem ở phiên bản 3.0 này chúng ta sẽ có những gì mới nha anh em. Giờ ta sẽ điểm qua từng thứ một. Đầu tiên sẽ là faction anh em, để xem là chưa nhận được dế. Như có faction mới ở đâu, đây mấy cái loại cũ rồi anh em. Đây là cái này mới này. Rồi, chắc chắn đây là faction mới nha anh em. Đây, một faction mới này. Quên xem danh hiệu nào. Xem danh hiệu nó có thêm danh hiệu gì mới không. Đây 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 đây, coi như có mấy cái danh hiệu mới đây này. Anh ấy hải sẽ mở được cái server phần này. Con này tiếp theo đến dàn bét nha. Cái bản mới này có vẻ nghe giật. Vừa vào cái đã thấy ngay rồi anh em. Đó, anh em thấy gì không? KQ game cộng hưởng nha. Black Q Ram cộng hưởng này. Bộ đồ bá đạo luôn. Xem nào, xem nội tại của nó nào. Khi chiến đấu gì đây? Ngẫu nhiên đóng băng và đốt cháy một bét địch. Quần thể bét ta miễn dịch đóng băng cộng 300 deep ARM. Kêu mát bá luôn anh em. Đây mình ấy lên anh em thấy đọc nha. Đấy. Đây. Giảm tấn công chịu thêm 100 sát thương nếu Black Kurem Feta chết cộng 100% sát thương tạo ra. Nó hỗ trợ nhau kiểu này thôi anh em, làm sao mà có thể chịu nổi được. Ngang tầm bộ đôi Ultra rồi anh em. Không biết là nguyên liệu lên có thể nguyên lên có dễ không anh em. Như còn có Pro riêng nữa anh em này. Để xem cái Pro này. Đây. Sau khi mở màn tăng 200 deep ARM tạo sát thương giá bạo kích. Wow. Mở hẳn Pro riêng rồi anh em. Xem Pro 2 này có cái đây này. Khi chiến đấu này. Không biết là khi nào nó mới cho lên anh em. Không biết là bao giờ nó sẽ cho lên. Đây, hai cháu nó đều có pro riêng giống nhau luôn. Đây, tiếp sau là đến Mewtwo bá chủ nha anh em nha. Đấy, đã có ở Việt Nam mình rồi. Đấy, bao nhiêu anh em trông chờ đây. Đó, sau bao nhiêu phiên bản thì giờ em nó đã được gọi lên sàn thi đấu một lần nữa nha anh em. Bao mạnh, bao phê luôn. Đấy, chắc chắn là sẽ được các top triệu hồi lên bảng đứng cùng. Tiếp theo là Red Room. Phiên bản bá chủ anh em. Và em Kasatala nha. Còn này bữa mình đã review rất là mạnh nha anh em. Bây giờ lại còn có thêm dạng bá chủ nữa, xem nào. Xem nội tại của nó ngon hơn không. Anh em có thể dừng lại đọc nha. Thật sự là mình đọc nó hơi bị ấy. Nhiều khi mình đọc mấy lần anh em có kêu đọc nó khó nghe quá. Nên mình tốt nhất mình sẽ để anh em đọc nha. Đó. Chủ trà kêu kiểu này thì phê rồi anh em. Xem là có cái pro riêng gì không nha. Để mình kiểm tra xem là em có pro riêng không. Đây, có một cái pro riêng đây thì phải. Cánh hết nữa. Để tiếp tục xem là có bét mới gì không nha anh em. Em này thì mới, không mới lắm. Em này từ bữa rồi. Đây, anh Hải này dưới kiếm bét mới này anh em này. Vì đa số là anh ấy sở hữu gần hết rồi mà. Đây, Ultra chứ có nữa thôi này. Đấy, mở như full hình ảnh luôn thì phải 475 con mà. Gần như full hình ảnh anh em. Không còn con gì nữa. Đây, em này nữa bữa chưa lấy à. Em này bữa có mà anh Hải không lấy ấy à. Đó chưa chó chứ con này chưa có. Vẫn chưa có. Con này là mình quên cho có. Đây em sâu nha. Con này mà. Đây em sâu này. Đó, em sâu nên bướm bướm này. Đây em cá mập đây. Ở phiên bản chung bữa mình đã từng review một lần nói với anh em này. Nó như kiểu nút quả bí vậy. Một quả dưa anh em. Đây là nút quả bí đao này. Còn đây nút quả dưa hấu này. Mắt bá mắt phê luôn. Rồi đến em chó điện. Chó điện từ phiên bản trước còn nhưng chưa ra thôi. Rồi, hai em này cũng ở phiên bản trước này chưa ra. Đây em chim mới đây anh em. Đó, không biết là có mạnh không nhưng mà rất đẹp luôn nha. Đấy, đã về được Việt Nam mình rồi nha. Vậy là hết rồi. Hết rồi. Không còn gì nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ đi kiểm tra các tính năng nha. Xem nào. Vẫn vậy không có thêm cái gì mới. Không có mở thêm cái gì mới à. Xem nào. Không có gì mới để mình vào đi kiểm tra từng thứ một nha anh em. Đầu tiên sẽ là vào mê cung, sẽ là bét
Để xem là nó có cho thêm bét ở trong vào đang máy bắt không. Ồ, vẫn không có thêm bét mới nha. Vẫn hoàn toàn vẫn vậy, không chưa chưa hề có bét mới gì nha. Đó, vẫn hoàn toàn vẫn vậy, chưa có em bét mới nào hết. Nó bảo nó có một cái tính năng mới đâu nhỉ? À đây. Dừng tươi tốt anh em. Đây để mình xem là số lần đạt được quà. Cái này dùng làm gì? Dùng để bổ dưỡng và nỗ lực khi tăng đặc huấn, ngoài ra thêm bé gì dùng xong bổ dưỡng gì mình cũng không hiểu lắm, nhưng thôi mình sẽ sắp một đội vào để cho chiến nha anh em. Đấy, cho nguyên cặp Black và Kyurem, nghĩ để em này đi hay hơn, nếu để em này đi thì mất được chiến cao cũng không tranh nhau mấy anh em, có mấy chục điểm được chiến thôi. Cho em rét 1.000 đi rồi new bắt đầu anh em. Đó, dừng tươi tốt là test thử xem nào. Bây giờ mà đang đánh này mà bác Mew bác đăng nhập một phát thì thôi anh em. Vì mình bữa nhớ bữa là mình đánh bên Trung là cái này nó chỉ cho vào một lần này, mà mình mà thoát ra là coi như là không được đánh nữa anh em. Ngày mai mới được đánh nha. Đấy, giờ bác Mew mà bác nhảy vào đăng nhập một cái là ngồi khóc tiếng mán gào tiếng kinh luôn anh em. Ui, sao có hồ ôi, đây thì đi khỏi phải nói rồi. Để xem nào khả năng là vượt đến ai mấy đây. Ui xôi hộ ô đi vào cứ ùm ti liên tục này thôi anh em. Nào, hôm nay chúng ta sẽ thử xem. Đi rất nhanh luôn. Thì em nói mẹ anh mạnh đi. Này ra đi. Anh đi ra đường này. Liên tục đây anh em, đang vượt liên tục. Số pha địch 20 là sao? Cái chỗ này mình không hiểu này, đang vượt từng tầng một hay nhà không biết. Trời, liên tục vượt án nhanh như tia chớp anh em. Đi thế này thì còn gì để đói đấy anh em, chắc phun tầng luôn quá. Bên nào có phun tầng được không? Ủa, liên tục này. Ba con à. À mỗi lần ra ba con. Rồi lần tới là 36 này. Đó, hiểu rồi. 36 chia 3 là được 12, đến tầng 12 rồi anh em. Đấy, tầng 13 này. Chỗ đi kiểu này phun tầng quá. Tầng 14. Mắt phê. Cái kiểu này treo để máy nó tự đánh thôi anh em. Hộp pa đi nó cứ vá ông ti này thì nói chuyện gì nữa. Để xem chỉ số của em hộp pa nào. 190k speed anh em, 1.300.000 điểm credit nha. Rất là phê luôn. Tiếp tục nào. Ủa, không có điểm dừng à, cứ nè đi thôi à. Cứ thế đi thẳng thôi, không có điểm dừng anh em. Giờ chắc chỉ có mình thoát ra khỏi nhà thôi. Để thử treo lên xem nó phun được đến tầng bao nhiêu nha. Ồ, cha. Hơn tầng 20 rồi. Hôm nay cái này có điểm dừng không? Liên tục, ô, này không có điểm dừng à? Vui vậy, không điểm dừng à? Nhưng mình thấy gì cho các em nó bắt đầu thay đổi lệch một tí rồi nha. Các lượt đánh bắt đầu chênh lệch rồi. Hộp ba bốc kêu phát là đi luôn. Không cần dài dòng. Đây gặp hộp ba rồi. Úi rồi. Bên team bạn đi trước luôn anh em. Đấy đừng đùa nha, đừng đùa nha. Ô ô. Ghê nha, ghê nha.
Đừng đùa nhá. Đó, không phải dễ ăn đâu anh em. Thế xem nào. Anh Hải vừa đến tầng bao nhiêu? Mới đến tầng bao nhiêu? Ô ô ô. Pha 75 đến 100 mới hết rồi anh em. Đấy, không, cứ tầm A của anh Hải mà đến mới đến tầm đấy thôi anh em. Bây giờ mình sẽ xem những cái tính năng mới này nó sẽ hỗ trợ và dùng như thế nào nhá. Đấy, và những đạo cụ mới này sẽ hỗ trợ làm gì nha. Xem bảng xếp hạng nào. Chưa có à? Sao chưa có bảng huấn luyện viên nào nó bảng xếp hạng, mình vừa đánh xong thì không lên được bảng. Đùa à? Xem là có tính năng nào mới không anh em. Kiểm tra hết luôn xem có tính năng nào mới không. Không có tính năng nào mới, xem phim lưu ký có mở thêm gì không nào. Vẫn không có thêm gì mới. Vận chuyển à? Hải đang vận chuyển gì hay sao mà vận chuyển này? Có thôi, tầm này đâu có được x2 đâu, vận chuyển gì, vận chuyển nó vận chuyển lúc trưa anh em. Trưa được x2 ngon hơn nhá, chứ giờ thì không lên. Đó, giờ thì mình sẽ ra xem nào, xem trong túi nào. Đạo cụ vừa lấy về không biết nó nằm ở đâu. Rồi à, túi anh Hải kéo có mỏi tay anh em. Đó. Lần nào vậy vào túi anh Hải là mình thấy một điều lo lắng và sợ hãi nhá. Đó, kéo đồ rất là nhiều. Anh em thấy đây, mình nhấp vào thử cho anh em xem nha, bao nhiêu? 11k nha. Của mắc cấp cao ạ. Giờ cũng khó, rất là khó kiếm 11k đấy, không phải ít đâu anh em. Rồi này mình thấy đánh được rơi rất là nhiều đồ mà. À đây, giường ở đây. À, để nâng vòng hiệu nhân vòng tay Z nha anh em nha. Rất là ngon luôn. Rồi đây chứ, đây, 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 đây. Thuốc đặc hậu huấn gì? Tăng gì? Là gì? Thì dùng coi nào, để mình dùng xem nó là cái gì nha. Nó là cái gì đây? Ủa? Không, không, không. Không ra à? Ủa? What? Dùng xong ngẫu nhiên tăng đặc huấn có thể được thuốc tăng thần là sao? What? Để mình xuống kéo xem kiếm cái phiếu cái này coi nào, phiếu nó dùng làm gì nữa nè, một đống đồ mà không biết dùng làm gì anh em. Anh em nào biết đã tìm hiểu ký thì có thể comment ở phía dưới cho mình biết luôn nha. À, và nhiều anh em nữa biết nha, xem là rốt cuộc những cái đồ này mới dùng làm gì nha. Rồi không thấy luôn. Xem nào, hệ thống rồi. What, không thấy gì luôn luôn anh em. Để vào bét xem nào. Xem có mở thêm cái đặc huấn hay là gì không nào. Đặc huấn bét à, hay là mới ta. Hóa này. What, không có thêm gì nữa mà. Ừ, cái này mới nha. Cái này phải tìm hiểu từ từ mới ra được. Quấn à. À, ngoài ra sáng có bạn kêu là mình sao không tiến hóa này lên, thì mình vào đây mình xin nói rõ cho bạn ý hiểu là con này nó chỉ có một lần tiến hóa anh em nhá, không có đời hai đâu. Giờ ta sẽ đi tìm hiểu nhiệm vụ. À bây giờ có nhiệm vụ này nữa anh em nhá. Này đó, mỗi ngày này anh em này tích này đó, nhận này. Úi xồi, đồ rất là ngon nha. Ô lại được cái gì đây? Tích tăng tốc thời gian dùng để rút ngắn thời gian nghiên cứu bét. Đấy, chào vui nha. À, anh em thể làm nhiệm vụ và nhận thưởng nha. Bữa nay thêm tính năng này khá là vui cho anh em cày cuốc. Xem nào, ngoài ra xem là có gì không. Mình sẽ vào tìm hiểu lại xem là cái khu rừng tươi tốt này nó dùng để làm gì nào. Hay là nó chưa mở thêm tính năng gì nữa. Đây, dùng xong bồi dưỡng điểm nỗ lực hiệu quả. Còn cái này dùng để gì? Dùng để bồi dưỡng điểm nỗ lực khi tăng đặc huấn. Đặc huấn, đặc tăng đặc huấn ở đâu ta, chưa mở tính năng đặc huấn à, chắc là đặc huấn cho bé anh em. Như bữa bên chung ở góc cuối màn hình nó hay có đó, thì ở chắc phiên bản này nó chưa mở, chắc đợt phiên bản sau chắc nó cũng sẽ mở thôi, hoặc là đang mở rồi nhưng mình không để ý nó chỗ nào ta. Để mình thử vào kiếm lại một lần nữa nào. À, đây tổng điểm nỗ lực đây rồi anh em. Ủa sao mà lâng ta, sau khi bồi dưỡng điểm nỗ lực chuyển hóa thành công vậy, nhưng mà sao lưng ta, đây đặc huấn đây đây anh em, đây 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 đặc huấn đây, new
New chứ, được rồi, phải new chứ. Huấn luyện thế con nào. New, sợ gì không new anh em. Ngon nha. Tính năng đặc huấn mới này. Đây, đây là tính năng đặc huấn mới nha. Đó. Thời điểm cá thể, điểm gộp. Đây là đặc huấn mới này anh em. Dùng xong nỗ lực bản thân bồi dưỡng. Lần này không tăng hiệu. Tăng trưởng tiêu cực. Là sao? Đang được như được nhiều điểm hơn thì phải. Đó, được nhiều điểm hơn nha. Anh em có thì cứ dùng nên nó đỡ tốn hơn này. Cái này chắc đá đấy mình mở này anh em này. Đấy. Úi trời, tăng mỗi lần 10 điểm, 10 điểm này mới phải xích cho anh em. Điểm được chiến tăng vivo. Đó. Nói chung là sự kiện server mới đó chỉ có như vậy thôi. Đấy, thì anh em tham khảo qua và anh em là có biết gì hay hơn thì cứ comment trực tiếp phía dưới cho nhiều anh em biết thêm nha. Thôi bây giờ mình chắc cũng kết thúc tại đây. Có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe, chia sẻ video mình. Đừng quên đăng ký kênh như bật chuông thông báo những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha.